Thank you.
that. Lại bực kín lắm. Dạ anh đang đúng không? Thôi dạ anh đang đúng không? Nuôi ăn hả? Thì ông này bị thoát được ở gần đấy, có khai không? Khai. Ừ, đồi. Bà lấy em cũng lấy về luôn nữa. Này chị bán mấy cân bao nhiêu? 35.000. Đặt thế. Thuốc mà. Thôi lấy 35.000 nữa.
mình thôi cô cũng không mất. Vừa đủ rồi chị ạ. May quá. Về thôi nhỉ. Ôi, mình thôi.
I
chân mà thế nào. Đặt vào đây đi. Đây. Ok. Đây. Không ăn đâu. Dô nháo chứ. Nào, con cầm cái này. Dô dô. Đây. Không. Anh... Ăn đi.